Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cần Thơ 365. Hôm nay thì tiếp tục em trở lại Bến Ninh Kiều để cập nhật tình hình hoa kiển tại Bến Ninh Kiều hôm nay cho quý cô chú anh chị có thể tham khảo ạ. Đó, bữa nay thì hoa giấy về rất là nhiều rồi quý cô chú anh chị. Đó, hoa giấy mai thì mình sẽ đi xe một vòng và mình cập nhật tình hình hoa giấy ở đây như thế nào để em hỏi giá thử coi khoảng bao nhiêu cho quý cô chú anh chị có thể tham khảo luôn ạ. Đó, những cái chậu nhỏ nhỏ nè rất là vừa, những chậu này mình để bàn rất là đẹp nè quý cô chú. Cái màu đỏ rực hết trơn. Đó, chậu nhỏ nhỏ thôi, chậu này cao chứ khoảng 6 feet gì đó. Đó, hoa rất là đẹp. Rồi để em gặp bà chủ cái coi. Dạ em chào chị Dư ơi. Chào. Dạ cái này bán đỡ cho chị. Đỡ được. Dạ chị, bữa nay em chị có thể giới thiệu một số loại bông giấy cũng như là cập nhật cái giá cả mình đây dùng đi chị. Dạ. Dạ chị. Trước tiên là chị tên gì? Chị. Quỳnh Lam đi lấy. Quỳnh Lam ha. À Quỳnh Lam. Dạ dạ. Rồi bây giờ qua giấy này chị giới thiệu giùm em cái hả chị? Wow, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Chậu này chị bán 250. 250. Lại hoa giấy này hoa giấy gì chị? Hay hoa giấy thường chứ không. Hoa giấy thường nữa ha. Mà chậu tròn đều rất là đẹp. Cái này mà mình để trưng để bàn trưng cũng rất là đẹp hả chị? Đẹp luôn. Cái này chị có bán online không? Có. Như vậy rồi người ta mua rồi liên hệ với chị làm sao chị đọc số điện thoại giùm em được không? Dạ chị qua số điện thoại ngày gái chị nó. À chị em chúc mình cập nhật sau ha. Cập nhật sau. Dạ rồi bây giờ những cái chậu bự bự trong đây rồi sao chị? Chậu lớn này ha, chậu lớn này chị bán 400 chậu. 400 một chậu. Dạ là cũng hai là màu, ba màu luôn. Hai ba màu luôn, màu trắng, màu hồng, màu đỏ gì cũng có hết. Không có. Đó, chị có thể dỡ lên cho em coi được không? Quá đẹp, quá đẹp luôn, hai ba màu luôn. Chậu này cao khoảng nhiêu hết chị ha? Dạ. Trời ơi coi kìa, ở trong gực gỡ hết trơn luôn. Còn ở trong này chị, mấy chậu nhỏ này cũng vậy luôn hả chị? Thôi có khách kìa chị ơi, có khách. Dạ. Quá đẹp luôn. Lô này mới về luôn hả chị? Mới lên luôn, mới cập bến Ninh Kiều với cô chú ơi, có ra để lựa chọn nha. Vậy là cây nhỏ là mình khoảng bao nhiêu chị? 250. 250 một chậu, còn cây lớn hơn là 400. 400. À 400 700, như là cái cây này là khoảng nhiêu đây? 250. Nhiêu chị? 250. 250 để bàn là rất đẹp luôn quý cô chú. Như mua xa thì mình vẫn ship phải không chị? Vậy có ship luôn không chị? Ship gần gần thôi. À vậy là ship gần gần thôi ha. Dạ rất là đẹp luôn quý cô chú. Gửi bên mai này sao rồi chị? Thọ nữa nè, chị giới thiệu giùm em luôn. Dạ mai nữa nè, mai đại lộc hả chị? Dạ đại lộc này thì bữa nay thì giá nó sao rồi chị? Cũng bình thường. Như chậu nhỏ nhỏ này là 200 một chậu. Đại lộc nè, cái này nở bông. Wow, quá đẹp. Còn những cái nụ nè quý cô chú rực rỡ luôn ha, rất là đẹp luôn. Này như là giang cành ta cánh tay yêu thương vậy á, ôm trọn mai vào lòng. Rồi những cái trong đó chị, những cái chậu bự bự này. Dạ. Gửi 2 triệu. Dạ, chiều gửi 2 triệu, đủ giá hết. Dạ, còn cái bự bự ở trong đó như con nai đó là. Đó là mình có chó. Dạ. 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 Rồi quá đẹp luôn. Quá đẹp. Chậu đó là nhiêu chị? Chậu đó 25 triệu. Nhiêu? 25 triệu. 25 triệu, quá đẹp luôn quý cô chú. Đại lộc luôn hả chị? Đại lộc. Nó có thắt mấy cái nơ luôn kìa quý cô chú. Nụ quá chừng ha. Quá cứ nụ luôn rồi. Đó, rồi thọ làm sao chị? Thọ bữa nay làm sao? Dạ. Dạ 40 hả chị? Ừ. Dạ. Đó, đẹp. Wow, nhỏ nhỏ dễ thương ha. Này mình trồng vườn nhà mình luôn hả chị? Quá đẹp.
là ở bình thường mình bán đâu chị? Bán ở thường tại nhà. Ở chợ. Ở Bến Tre. Dạ. Yeah. Yeah. Bình thường mình vẫn bán online đúng không chị? Rất là nhiều quý cô chú có thể đến đây để tham quan cũng như là chọn lựa những cái chậu mai cũng như là bông giấy, rồi có thọ, rồi có ớt đầy đủ hết quý cô chú. Đủ thứ luôn. Quỳnh Lam gặp bà chủ nè, bà chủ chào các bà chủ ơi. Bà chủ rất là thân thiện nha quý cô chú. Ở những cây nhỏ nhỏ này là cây gì đây chị? Kim thủy. Kim thủy hả? Đây, đẹp thôi, cái vàng đẹp xuất sắc ha, lá nhỏ nhỏ nè, có mấy cái nơi xinh xinh nữa. Kim thủy hả chị? Chậu diện nhiêu chị? 30 ngàn, dễ thương ha. Này mình để bàn văn phòng, để bàn làm việc rồi cũng đẹp nữa. Đang có mặt tại Bến Ninh Kiều với cô chú anh chị ơi, gặp ủng hộ. Dạ. Tiệm vàng Kim Hoàng. Nói gặp mặt bà chủ là biết rồi, đi ngang gặp mặt bà chủ là biết rồi. À, rồi tắt nữa kìa. Chị có lên xin tắt nữa không chị? Còn chậu duy nhất quý cô chú ơi. Họ lại bỏ chị, cái bông này là bông gì chị? Cẩm nhung. Cẩm nhung. Nghe màu gà. Phụng dĩ. Phụng dĩ hả? Chứ không phải màu gà. Phụng dĩ. Em nói màu gà không mà. Không gà em nói tên hay bị sai quá. Cái này là phụng dĩ. Phụng dĩ nghe quý cô chú. Em tưởng nó màu gà không hả? Chậu gì là khoảng nhiêu chị? 30 ngàn. Một chậu phụng dĩ. Phụng dĩ giống như là con phụng vậy ha. Trời ơi coi đại lộc nó nở cái nụ thấy thương quá ha. Nè quý cô chú coi cái nụ nè. Nhỏ nhỏ về vừa chơi ha, vừa tầm giá. Chị cái chậu này khoảng nhiêu chị? Chậu là 300. Chậu nhỏ nhỏ này để bàn đẹp nè, dáng cũng đẹp nữa. Đế cũng đẹp nữa hả chị? Đầy đủ hết. Đang có mặt tại Bến Ninh Kiều với quý cô chú. Thì Cần Thơ 365 luôn cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Nếu có thời gian đi Bến Ninh Kiều thì ghé để xem thưởng lãm, bà chủ rất là vui vẻ thân thiện. Rồi quý cô chú có thể ủng hộ ha. À, giờ em sẽ quay lại một loạt những cái bông giấy ở đây cho quý cô chú anh chị có thể xem. Rất là đẹp.